que pasa. Ay, qué flaca. Qué guayelada, qué cajata. Thank you.
Chờ là mở cửa ra không sợ đấy. Nên ba là mai mới mua cái gì đấy ăn này, mai ăn tổng kẹt cho đôi nha. Ăn nhiều mỡ đấy. Chị ăn mua chi, mua chi đó ăn. Ta kể đó chứ. Chị là chị thèm bánh tráng thật đó. Chị là chị có thèm bánh tráng đâu, em ăn đi. Để ăn lấy đi. Chị ra không được. Bánh tráng mặt tê, mặt khô mà rồi sao mà ăn khác gì nữa. Chị uống chị chịu ăn á. Bắt tuần sáu mà. Thì bạn làm xong là bye bye. Cách này nó dọn vậy. Thì còn cách gì đâu, còn cách gì mình đẹp. Mà chứ có cái mình mẹ ngay nếu mình để nếu mình rảnh thì mình lau dọn nó được đấy. Hôm mai mình lên để cách mình lau dọn nó được đấy. Ừ. Biết là mình còn nấu hai lần luôn mấy. Nếu làm sao mình lên. Sáu. Sáu giờ là thứ bảy. Thứ sáu là nào? Chủ nhật. Thứ sáu là năm bé à? Ừ. Ủa thứ hai em nấu lại hả Hậu? Anh đâu biết. Hình như mình nấu thêm một lần nữa cũng không thể test được. Thứ sáu là nó bê, thứ bảy là chị, thứ sáu là ly, chị sẽ ly mà à, thứ bảy là nó bê, chủ nhật là yên, xong thứ hai là em. Thứ bảy thứ tư chị, thứ năm ly, thứ sáu là thứ bảy là yên, thứ bảy thuận thoát thoát. Thuyền cụ bên bờ.